các bạn. Hôm nay mình sẽ review đến các bạn về dự án Shell. Đây là một dự án Shell sẽ là một công nghệ khối chuỗi dựa trên chuỗi xác minh các sản phẩm cũng như là dịch vụ mạng. Về cơ bản thì với mạng lưới Shell sẽ nhằm mục đích cho phép tất cả mọi người có khả năng xác định nhanh chóng một cách tự tin và mang tính kinh tế của mặt hàng đã được Shell cho phép và yêu cầu để giữ cho nó sử dụng ứng dụng Shell. Thì hiện nay đây là bản white paper của dự án này. Thì trên thông tin về white paper sẽ bao gồm tất cả như là giới thiệu về Shell nghĩa là gì. Thứ hai nữa đó là công nghệ đằng sau và cũng như là lịch sử hình thành và ý tưởng tạo lên dự án này. Thì bản white paper này thì bao gồm 65 trang. Tất cả thông tin thì rất là chi tiết và dễ hiểu. Thì đây là một dự án mà được đánh giá là tiềm năng bởi vì nó sẽ mang lại tính thực tiễn thực tế. Hiện nay thì Shell sử dụng công nghệ đó là việc sử dụng các chip NFC trong khi tích hợp kết nối sản phẩm với đối tác ảo của nó trên công nghệ chuỗi khối. Điều này được thực hiện một cách dễ dàng hoặc quét đơn giản với bất kỳ thiết bị điện thoại thông minh thông qua các ứng dụng của Shell. Vì vậy, về cơ bản, bạn chỉ quét và để cho mạng Shell làm phần công việc còn lại của bạn. Ý tưởng về mạng. Với phần mục tiêu của Shell khá là phá vỡ lĩnh vực chống giả mạo trị giá khoảng 1 tỷ USD bằng cách nhập vào các chip NFC và công nghệ chuỗi khối hiện đại. Đây là một trường hợp sử dụng rất nhiều cho công nghệ chuỗi khối hiện đại có thể giúp giảm kể đáng năng lượng hàng giả mạo hiện nay. Hiện nay thì về khối chuỗi này thì sẽ giúp các bạn xác minh được các thông tin sản phẩm mà các bạn định mua. Với sản phẩm này có đúng là sản phẩm của nhà cung cấp hay không hay là sản phẩm giả mạo. Dưới đây thì sẽ có rất là nhiều sự phản đối trong lĩnh vực này. Ví dụ như là nhưng đối với họ quản lý ở các khu vực khác nhau. Vì vậy nhiều tiềm năng cho mạng lưới Shell để chiếm một phần lớn thị trường. Đặc biệt đó là ở Mỹ và châu Âu. Họ có nhiều lợi ích trong sự phản đối đó, nhưng điều quan trọng nhất đó là việc sử dụng các chip NFC thay cho RFID an toàn hơn trong việc chống lại các cuộc tấn công và cũng có chu kỳ sống dài hơn. Dự án Shell này thì có phần thông tin về token. Tiếp theo mình sẽ đến về phần token nha. Đây, về token Shell, đối với chỉ số mã token của Shell, mức vốn cứng là khá khi xem xét giá trị của khu vực giả mạo, tiền thưởng không nhiều, do đó không có khả năng đổ xuống sau khi niêm yết trên giao dịch tiền điện tử. Và những gì họ thích nhất đó là nhóm có mã token Shell khóa trong năm đầu tiên và sau đó liên tục được trao đổi cho một nhiệm kỳ 3 năm. Điều này nói rằng ở đây là sẽ cho việc lâu dài và thực sự muốn làm cho ý tưởng thành công. Thứ hai nữa đó về mã tiện ích của token. Mã tiện ích Shell chủ yếu được áp dụng để xác định việc xác minh một sản phẩm và chuyển giao dịch đăng ký quyền sở hữu của nó bằng cách sử dụng công nghệ chuỗi khối nâng cao. Điều này cũng có thể giúp ngăn ngừa trộm cắp này, theo dõi giao dịch song song trên thị trường thứ hai hoặc tạo phân hệ mục cụ thể. Một điều cực kỳ quan trọng nghĩ là hệ thống Shell sẽ thường xuyên giảm 5% chi phí nó nhận được từ các công ty, rất có khả năng để tăng giá trị của mã token. Hiện nay về đợt bán mã token của Shell. Đây là sơ đồ về phần thông tin liên quan đến mã token. Công ty sẽ gắn chip vào các sản phẩm. Gắn chip vào các sản phẩm này và sử dụng Shell app này để quét các sản phẩm như là quét các thương hiệu. Các công ty và người sử dụng có thể sử dụng token Shell trên dịch vụ trên nền tảng Shell sẽ có tổng cộng đó là 1,2 tỷ mã Shell và tổng số mã token Shell cung cấp sẽ không bao giờ vượt quá giá trị này. Không có quá 492 triệu mã token Shell được phân phối trong đợt token của này của Shell.
Mỗi mã token sale được thiết lập với chi phí là 0,056 đô trong đợt trước khi bán và 0,8 đô trong đợt bán chính. Trong tổng cộng mã số token sale, 40% sẽ được phân bổ trong đợt bán, 13% sẽ được phân bổ cho nhóm. Và chuyên gia tư vấn 7% sẽ đó là cho phần ảnh hưởng và vận động, 22% sẽ cho hoạt động tương lai, 17% sẽ cho hoạt động IND trong tương lai. Về phần sử dụng nguồn vốn thì sẽ 6% sẽ dành cho việc quản lý bắt đầu, 17% sẽ dành cho marketing, 28% sẽ dành cho việc quản lý doanh nghiệp, 18% sẽ dành cho các hoạt động, 23% dành cho việc kinh tế và 8% dành cho pháp lý. Dưới đây đó sát kép của dự án này đó là 36 triệu token. Đối với giai đoạn 1 sẽ là 166 triệu token. Đối với giai đoạn 2 sẽ là 304 triệu token và hết kép sẽ là 492 triệu token. Về roadmap của dự án. Lộ trình, họ có một lộ trình kỹ thuật chủ yếu tập trung vào sự phát triển của sản phẩm, nhưng họ cũng sẽ có hệ thống cung cấp khối chuối khối riêng và các tiềm năng sẽ đến sau này vào khoảng năm 2021. Mạng lưới cũng sẽ có một lộ trình phát hành và tiếp thị toàn diện về lộ trình công ty mà hoàn toàn có thể xây dựng với sự cường điệu xung quanh kế hoạch. Trên tất cả, lộ trình được định hướng lâu dài và hoàn chỉnh với một phát hành tuyệt vời, có thể tăng dần trong mảng mã token theo thời gian. Sell Network sẽ là một trong những sản phẩm tiền xu tiên tiến nhất cho đến hiện nay và Sell có giá trị tiềm năng rất lớn để phá vỡ ngành sản phẩm giả mạo. Với đợt bán pre-ICO sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 4 năm 2018 và sẽ kéo dài trong 30 ngày. Tiếp theo sẽ là ICO trong 15 ngày và mã token sẽ được liệt kê giao dịch bởi tiền điện tử được lên kế hoạch sẽ xảy ra ngay sau khi ICO kết thúc. Họ cũng đã bắt đầu một kế hoạch thưởng, vì vậy điều này có thể có cơ hội để tham gia vào kế hoạch nếu như bạn đang nghĩ rằng nó xứng đáng. Về đội ngũ của dự án SEO. Nhóm nghiên cứu đằng sau mạng lưới SEO, họ có một đội ngũ giàu kinh nghiệm trong những thương hiệu như Microsoft, Nokia, Dell hay Deloitte, nhưng hầu hết đó là NXP. Đây là nhà cung cấp LFC lớn nhất trên toàn cầu. Hội đồng quản trị của họ thực sự nổi bật với việc có cựu phó giám đốc và giám đốc điều hành và các nhân viên an ninh thông tin chính của NXP đang kết nối họ. Mà thực sự để có thể tạo ra sự khác biệt trong lĩnh vực này đó là trở thành lợi ích trong việc cạnh tranh đối với các công ty khác. Nhóm này cũng tham gia vào một loạt các hội thảo về công nghệ chuỗi khối và rất tích cực trên kênh xã hội, cho thấy rằng họ quan tâm đến tài chính và lắng nghe ý kiến của mọi người. Ông Park Vulture sẽ là người hội đồng quản trị. Ông Rohit Vulture. Dưới đây đó là đội ngũ team phát triển của dự án. Đây là đội ngũ vận hành, đội ngũ cố vấn. Trên đây đó là những thông tin về dự án Sell Network. Đây là một dự án rất là tiềm năng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.